Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Duy Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 5 năm 2022 thì ngày hôm nay em Phương sẽ giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 35m², thiết kế sân cổng riêng và được xây dựng 5 tầng anh chị nhé. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 4,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội nằm tại phố Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà riêng của chúng ta thì có diện tích là 35m², được xây dựng 5 tầng anh chị nhé. Nhà hướng chính nam, có sân cổng riêng. Tổng diện tích sử dụng của chúng ta là 35m², sân cổng riêng. Từ nhà của chúng ta thì ra đến mặt phố Trần Khát Trân thì cũng rất là gần, đâu đó chỉ khoảng 100m thôi. Với thiết kế tầng 1 là khu vực phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì mỗi tầng một phòng ngủ, khu vực tầng 5 là phòng thờ, sân phơi. Đấy, trang trí rất là hiện đại. Với mức giá đang được chào bán 4,5 tỷ cho một căn nhà như thế này, đấy, cũng tương đối hợp lý. Và anh chị chú ý giúp em Phương nhé, là mức giá thì sẽ có thể thay đổi theo giá của thị trường cũng như giá của chủ nhà mong muốn. Có thể lên, giá có thể lên, có thể xuống. Đây, tầng 1 đây, rất là ok. Rồi, chúng ta sẽ lên tham quan các tầng trên. Nói chung với khuôn đất như thế này thì chúng ta cũng chỉ thiết kế cầu thang vào đây là sẽ hợp lý nhất thôi. Phòng đây, căn nhà của chúng ta có ban công rất là rộng. Ban công rộng, vệ sinh rộng, thang bộ cũng rộng. Cho nên phòng chúng ta nó sẽ nhỏ hơn các căn khác cùng diện tích anh chị nhé. Hệ thống điều hòa các thứ lắp đầy đủ hết rồi. Đây là khu vực tầng 3. Đây, hiện tại đang bị thấm một chút này. Tuy nhiên là nhà xây mới thì không thể tránh khỏi được những điều đó anh chị ạ. Chúng ta sẽ khắc phục thôi. Đấy, phải qua hàng năm sử dụng, test qua một mùa nước mưa, một mùa nắng thì chúng ta mới biết được chỗ nào của căn nhà ok, chỗ nào chưa, để đưa ra phương án khắc phục. Điều đó là điều hết sức bình thường của các căn nhà xây mới. Còn các căn nhà đã qua sử dụng rồi thì đã được test xử qua hết rồi và xử lý hết rồi. Tầng 5 là khu phòng thờ, sân phơi. Sân phơi đây. Đường Trần Khát Trân ngay ngoài này. Đấy, rất là thoáng luôn. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng.